Thì hôm nay là team của mình có giao cái hồ này về cây lạy á. Chào anh em nha. Thì hôm nay là team của mình có giao cái hồ này về cây lạy á. Bây giờ bắt đầu là mình đang quá trình mình đóng gói và mình đưa lên cẩu cẩu đi nha. Thì anh em theo chân của team mình để xuống mình lắp đặt cái hồ này thì view hai mặt dài chơi cá rồng. À, có hệ châm xả tự động luôn nha. Ok anh em nha, thì hồ của mình đã cẩu lên trên xe rồi. Giờ anh em cùng team mình đi xuống lắp đặt cái hồ này nha. Hồ này view hai mặt dài, nói chung là khá là xịn sò. Nha, hồ bây giờ là đã về tới vị trí nhà khách nha. Bây giờ mình sẽ đưa vào, mình sẽ setup nha. Anh em cùng team mình để theo dõi quá trình nha. Ok anh em. Rồi, xuống.
chợ mua trái dưa hấu thôi. Mày có mua về đây đi. Ừ đúng rồi, để bốn chân đẩy lấy cái vỏ á. Ok anh em nha, hồ bên mình đã cẩu được vô trong nhà rồi. Giờ mình sẽ set up nha. We'll be right back.
nha. Thì sau một thời gian bên team mình đã lắp đặt xong cái hồ, và bể hồ bây giờ là đang chạy nước rồi. Thì đó, bây giờ mình sẽ mời anh em cùng đi với Caramel để ngắm cái hồ hoàn thiện của bên mình. Xong rồi mình sẽ giới thiệu sâu về cái hồ cho anh em biết nha. Mời anh em. Rồi thì hồi nãy giờ anh em cũng có đi theo chân Caramel để ngắm cái hồ bên mình, bên team mình làm nha. Thì bây giờ mình xin quay lại và giới thiệu kích thước cho anh em biết. Thì chiều dài của cái hồ này đó là 1m95, rộng 81, cao lên 86. Là siêu trong, mình sẽ dùng là kiến siêu trong 15 ly. Mình sẽ làm cái hồ này là view hai mặt dài nè. Nghĩa là đó, anh em nhìn thấy là nó nhìn xuyên qua bên kia luôn. Và bữa đó mà nước trong thì con cá nó sẽ bơi ở khoảng giữa này. Thì đó, cái đây là kích thước của cái chân hồ, gọi là khá là thấp. Thì đó, mình tướng mình thì cũng thấp thôi. Anh em thấy cái chân hồ này thấp không? Thì nhìn cái concept này thì khi con cá rồng á, hồ này là con cá rồng nó hay bơi ở tầng giữa này. Thì anh em nhìn cái khúc này nó khá là vừa với tầm mắt của mình, hoặc là mình sẽ ngồi ghế sofa mình vẫn ngắm được. Đó, còn ở dưới dàn lọc thì hôm nay nó có những cái điều gì khác biệt, thì lần lọc hôm nay mình sẽ mix thêm một cái dàn mưa. Thì cái dàn mưa đó là để làm gì? Nói chung là mình sẽ để cho nó xử lý nước thêm một lần nữa, và cộng thêm là nó sẽ cung cấp thêm oxy cho hồ và nó sẽ bóc được những cái độc tố trong hồ ra. Đó, trong nguồn nước nó ra thì nó giúp cho cái hệ lọc của mình nó sẽ tốt hơn. Đó, và cái hồ này là mình cũng làm luôn cả dàn chăm xả tự động luôn. Có nghĩa là nó sẽ tự thay nước và nó tự ra vô nước hàng ngày cho mình, và mình sẽ xếp theo thời gian của mình muốn. Thì cái bộ đó thì bên mình nó cũng có một cái phao chống cạn luôn nha. Khi mà nước nó hụt xuống thì nó sẽ tự giật xuống mà nó chăm vô. Đó, thì còn cái phần chân bên đây thì cái phần chân này á là gỗ, mình dùng ốp gỗ mình sơn đen. Thì cái này là kiến. Đó, thì cái mấy cái mẫu này thì hồi xưa giờ bên mình cũng làm rất là nhiều mẫu rồi, thì anh em cứ coi là tham khảo nha.
thì dưới dàn lọc nè. Đó, dàn lọc anh em thấy không? Nói chung là ngăn đầu tiên là mình xài Vimax Matala Ray cộng Mao Thần Chi, xong rồi tới hai ngăn Magic. Đó, và tới ngăn tắc lọc thô, tắc lọc tinh, và ngăn UV và tới ngăn máy bơm thôi. Thì con hồ này là mình chạy con ZK 20.000. Đó, 20.000 thì hồ này có đầy đủ, nói chung là thổi tia nè. À, thổi tia trên mặt, rồi thổi đáy, rồi hút mặt hút đáy đầy đủ, và cộng thêm có thêm một cái dàn mưa nữa, thì nhìn nó khá là bộ lọc, nhìn nó khá là xịn sò hơn. Và câu chuyện còn lại thì cái dàn ống của mình, dàn ống là mình đã giấu đi hết, và mình sẽ không làm ống nhiều nữa. Đó, đây là những cái mẫu lọc sắp tới, bây giờ Giáo Quyết Tăng sẽ phát triển nhiều hơn về cái mẫu này. Hồi xưa thì mình phô ống, nhưng bây giờ mình đã giấu ống rồi, mình sẽ đưa lên dàn lọc lên. Anh em nhìn nó nhìn cái lọc nó mạnh mẽ hơn nhiều. Em coi tham khảo, nếu mà anh em nào cần đặt hồ hay là tư vấn một cái gì đó, thì bên góc màn hình có một Hào có để số điện thoại của Hào đó, thì anh em cứ nhắn thẳng vào đó hoặc là điện thoại thẳng cho Hào, thì Hào sẽ tư vấn và đưa lên một cái thiết kế để cho phù hợp với ngôi nhà của anh em. Và sẽ thì bên mình là chuyên về, nói chung là mình đã từng nói rồi, cái hồ mình không phải là đơn thuần cái hồ, mình muốn là một cái mặt trang trí trong nhà của anh em đó, của những anh em chơi, và để cho nó đẹp hơn, tô điểm cho ngôi nhà, và trong khi đó là mình được thỏa mãn đam mê là chơi cá của mình nữa. Thì cái đó là mục tiêu của bên Giao Bế Tăng hồi xưa giờ để mà làm, chứ không phải là đơn thuần là một cái hồ. Nên là những sản phẩm khi mà bên Giao Bế Tăng ra là Hào đều kiểm ngặt chắc những cái khâu là gia công này nọ để ra được một sản phẩm. Và đặc biệt đó là mình đi xuống dưới đây, và cái hồ này mình xuống đây mình đo và mình đưa ra một cái thước để cho phù hợp với cái không gian này. Đó, thì Hào cảm ơn anh em nha, đã dành thời gian theo dõi clip của Giao Bế Tăng nha. Chào anh em.